Thượng viện Mỹ vừa thông qua đề cử cử bà Janet Yellen giữ cương vị Bộ trưởng Tài chính, qua đó trở thành nữ Bộ trưởng Tài chính đầu tiên của xứ sở cơ hoa. Theo kết quả cuộc bỏ phiếu diễn ra tối 25 tháng 1 theo giờ Mỹ, cựu chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, bà Janet Yellen đã nhận được 84 phiếu thuận và 15 phiếu chống, qua đó chính thức được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Tài chính Mỹ. Bà Yellen được nhiều người coi là một lựa chọn an toàn về mặt chính trị cho vai trò này, thu hút được sự ủng hộ từ các đảng viên Cộng hòa ở Thượng viện, cũng như có khả năng theo đuổi thỏa hiệp lưỡng đảng trong một số thời điểm của nền kinh tế. Cũng tại phiên họp, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu phê chuẩn đề cử của Tổng thống Biden, lựa chọn cựu Thứ trưởng Ngoại giao Anthony Blinken vào cương vị Ngoại trưởng, qua đó mở rộng cánh cửa để ông Blinken trở thành người lãnh đạo ngành ngoại giao Mỹ trong thời gian tới.